Thì nay là ngày thứ 18 ôn học từ cơ bản đến chuyên sâu. Thì cũng gần như là kết thúc cái phần lý thuyết đến thực hành. Thì em cho mình một chút cảm nhận về trước khi học, trong quá trình học và khi mà về làm. Thì em có cảm nhận nào thì cho mình xin một chút cảm nhận. Okay. Dạ vâng. Em cũng theo dõi về phòng khám về nha khoa Minh Châu năm nay năm thứ ba rồi. Ok. Vâng. Từ khi bắt đầu em theo dõi Facebook đã biết là nha khoa thì cũng đăng ký học cái khóa đầu tiên là bẻ dây COVID ấy. Và cách đây đăng ký từ cái đợt dịch COVID nhưng mà chỉ hoãn mãi trong năm ngoái mới học được. Vâng, thì em vẫn theo dõi và học một số khóa online của nha khoa. Và đợt này thì lại có một cái khóa học chuyên sâu thì em cũng tham gia từ đầu đến cuối. Và cảm nhận của em thì thấy là các thầy ở đây rất nhiệt tình. Nha khoa thì làm việc thì rất là bài bản, chuyên nghiệp. Và nó cũng giúp cho em học được rất là nhiều về chuyên môn cũng như cách vận hành hoạt động của phòng khám. Và qua khóa học này thì em thấy là cái kiến thức chuyên môn của em nó tăng lên rất nhiều. Có thể tự tin để làm những cái ca chỉnh nha với những khách hàng mà em đang có. Ok em. Thì học cũng được hơn 2 tháng rồi thì về nhà em đã nhận được thêm bao nhiêu bệnh nhân mới rồi? Vâng, thì em thì vẫn tiếp tục nhận bệnh nhân. Trước thì em cũng có làm nhưng mà vì nó cũng có nhiều cái kiến thức mình chưa được tốt cho nên là cứ vừa làm vừa hỏi các thầy. Nhưng mà bây giờ thì cũng em thấy cũng tương đối là ổn. Và trong quá trình mà về em làm nếu mà tiếp tục vướng mắc thì lại nhờ các thầy giúp đỡ. Và cũng em cũng hy vọng rằng sau này ở nha khoa Minh Châu có những cái khóa học khác nâng cao hơn thì em vẫn tiếp tục theo dõi và mong muốn được tham gia. Ok em. Ngoài kiến thức về chuyên môn thì ở khóa học mình có chia sẻ về marketing cũng như là vận hành phòng khám. Thì sau khi học về thì em thấy doanh số của phòng khám của mình nó có tăng lên không? Hiện tại thì phòng khám của em thì quy mô nó đang nhỏ. Nhưng mà với những cái kiến thức mà em học được thì thì tiến tới thì em cũng sẽ cố gắng là thay đổi để nâng tầm cái phòng khám của mình lên. Ok em. Ở khoa học này thì nếu mà được cái tâm đắc nhất ấy mà em học ở khoa học này là gì? Cái điều mà em tâm đắc nhất ấy. Em tâm đắc nhất ở khoa học là tất cả những cái vướng mắc trong quá trình mà em làm chỉnh nha đều được các thầy giải đáp. Và em đã hiểu được các vấn đề. Và cái sự trao đổi của các thầy, chia sẻ của các thầy là rất tận tình. Và nó cũng là một cái giúp cho em tự tin hơn sau này để em làm tiếp tục làm cho bệnh nhân. Ok em. Nếu góp ý để trung tâm cũng như là các thầy làm tốt hơn đi, em có muốn góp ý gì không? Về cá nhân em ấy thì là em thấy là các thầy với lại trung tâm thì rất là mọi điều rất là tốt rồi. Còn nếu mà cá nhân em thì em muốn thêm có một cái khóa học bình các cái bệnh án chỉnh nha, bởi vì là đôi khi là em học nhưng mà em chưa hiểu hết. Vâng, thì nếu như mà có được cái khóa học đấy thì từng các cái chỉ định của các thầy đưa ra thì nếu mà được giải thích nữa thì là em nghĩ thì nó sẽ tuyệt vời hơn. Ok, cái phần mà bình bệnh án ấy thì đúng là nó sẽ thiết thực. Nhưng khi mà bắt đầu mình về làm ấy đã thì cái mà mình bình chính là cái mà em chụp ảnh gửi cho mình hàng tháng ấy. Thì em sẽ có chỉ định của riêng em và mình sẽ có chỉ định bổ sung. Ví dụ như nó trùng nhau thì không sao, còn nếu nó không trùng nhau thì mình sẽ giải thích cho em là tại sao mình làm như vậy. Em hiểu ý này không nhỉ? Thì cái đấy thì em sẽ học được nhiều hơn. Còn khi mà bình bệnh án của những người khác hoặc những bệnh nhân khác thì nó cũng tốt, nhưng mà với thời lượng 18 ngày thì cũng không đủ để chúng ta làm thêm một cái bước đấy. Nhưng mà đại khái là sau này em về làm em cứ chụp ảnh hàng tháng, cứ chịu khó chụp ảnh rồi em sẽ học thêm những cái phần đấy. Thì lúc đấy là nó là người thực bình thực, chính là bệnh nhân của mình luôn, là mình học nó ngấm được nhiều nhất. Ngoài ra trong quá trình học đấy thì hàng ngày luôn có những cái ca mới, có những ca cũ. Thì em muốn học thì em sẽ vào em đọc những cái chỉ định của mình cho những cái ca mà người ta làm hàng tháng đấy, và để em hiểu là cái cách mà mình tư duy, và từ đấy em hiểu đi rồi thì ok, còn nếu chưa hiểu thì em lại comment vào đấy hoặc là gắn tin gọi điện riêng để làm sao mình hiểu được tại sao mình làm như vậy.
Thì cái cách mà mình hỗ trợ những người trong nhóm thì em cứ theo dõi thì em học được rất nhiều điều từ đấy. Dạ. À, hiểu ý không? Dạ. Ok. Cảm ơn em. Dạ. Ok. Em cảm ơn thầy. Ok.